cô mình cháy đi. Rồi. Này xe tăng không? Xe tăng. Xe tăng không? Không, còn chưa chip, còn chưa chip D. Còn chưa chip D là Twitter. Còn cho internet D chứ sao? À, còn cho internet rồi, sorry anh. Người ta này làm hình á, làm để ý mấy cái file này có nhiều người ta xài có để sánh số chẵn á. Chẳng lẽ nó lời đấy, nó lợi. Thì may ha. À. Mấy bạn chọn xuống cái mắt color. À mắt color. Không. Rồi. Thì khi mắt color lên đây anh mấy anh kéo xuống khoảng tầm 90 thôi. Dòm nha. Cái này mình khoảng cái này thì 90 95 gì thôi, cho hơi 85 gì ha. Thì cái lớp này cái gì coi nó cháy không? À cái lớp cháy nó sẽ êm đi. Ha. Nó êm đi, nó dịu đi cho mình làm. Đó xong xuôi mình tạo một cái feeder thứ hai. Đó xong mắt color nặng lắm. Chúng ta chọn một cái D2 mình cho nó rộng D một tí xíu để cho nó khỏi bị lan lan ra, hiểu không? Nó khỏi bị lan chồng á. Cùng cho Ctrl M. Xài mình xài đồ họa, đừng bao giờ mà xài cái thang của cái thằng Caro này. Đồ họa mình xài Caro này giãn màu ghê lắm. Có mặt led chắp vô nó ra Caro nhỏ. Mình dùng cái lệnh giữa tâm rồi luôn. Kéo nó xuống. Nó sụp đi cái này đi tí. Nó không có liên can gì hết đâu, mình cho sụp dư luôn được nữa. Thấy không? Sụp dư luôn đi. Đó, ok. À, mình có ok đi. À, thì nếu mà lớp này anh thấy không, nếu mà dược dài thường nó sinh ra gì biến dạng màu. Thì chúng ta dùng Ctrl M nè. Nếu biến dạng màu quá đó. Nó có play. Lên đi con chat nè. Anh ok cái anh chọn ở đây cái nó ok lại dược lại cho mình. Thì cái lớp này nó tự trong là lớp trắng vừa rồi nè. Nó làm lớp trắng lại trong lại đi. Thấy không? Mình thấy nó dư thì mình giảm lại. Mình sẽ nó khoảng cỡ 50 đi ha. Đó. Giờ anh bỏ là trên D đi. Mấy anh thấy cái này nè. Cái màu trắng nó sẽ giảm đi thôi chưa. Giảm đi nó cháy đi mà giữ lại cái chi tiết mắt. Không có một mắt một chi tiết nào của mình nữa. Cái màu trắng bị trường hợp này. Đó mà dùng cái line này nó lọc bộ lọc lại. Đó. Giữ vô cái lớp này cần cho nó. Chỉ cần hai lệnh thôi, giờ mình làm Ctrl G ra, giờ cái này mình không quan trọng, giờ cái drop mình tính sau đi ha. Mấy drop drop đây là hay nhất nè. Drop đây nè. Đây là hay nhất. Mình làm khác đi rồi mình drop đi. Rồi. Xong cho mấy quý vị đừng có xài, bây giờ mình muốn làm á. Thôi bỏ cái này đi không. Đó. Giờ mấy anh chọn vùng trắng lại. Nếu mà vùng trắng chọn không kỹ á, mình chọn cái dạng này nè. Mình chọn Chrome. Nó chọn cái vùng gần kế bên mình. Nó tự tìm ra đó luôn. Phải không chích như nó mệt lắm. Tăng cho Ctrl D mình chọn ra khoảng cỡ 15 đi ha. Đó. Chúng ta đảo chiều. Thì trong cái lệnh này á, quý vị muốn làm hình trong rất là dễ lắm. Để cho khỏi cháy vùng trắng mà. Dùng vô email nè ha. Extrude. Đó. À. Quý vị coi độ trong của nó là nhìn khỏi chạy luôn. Nó trong rồi không? Muốn làm cái này á thì mấy anh phải hiểu cái thằng này nè. À, cái thằng này sẽ cho nó tối một tí. Đừng có tới nhiều quá. Tầm khoảng 92, 93 thì thôi chứ đừng nhiều. Để coi cái lượng trong của nó. Nó sẽ gom là cái tối cho mình. Gom là cái lượng trong á. Đó. Mấy cái phần này là phần lệnh của filter rất là nặng. Nhớ một điều, cứ làm xong một lệnh mình cứ tạo phải đôi cho nó giãn đôi ra. Thấy không? Để không có bị trồng mí á. Thành cho em mà. Đó, cái này là bị nè. Phía tâm là chuyên gia bị cái này. Đứng không à? À đứng, nó đứng lại. Nó qua cái filter là bị bỏ đi, đó nó không nhớ nè. Anh cho em mở nó nhớ lại liền. Đó mấy anh hiểu một điều, đây là hình trong nè. Cái thang chúng ta kéo sáng ở đây, ví dụ anh muốn kéo sáng làm gì làm á. Mấy anh kéo sáng đây nè, là hình mù. Sáng này của RDB. Nghe không? Anh nhớ một điều rồi đó. Muốn làm hình trong đơn giản, càng cho em mở. Chúng ta nhích vô đây nè, khoảng chừng có tầm 8 hoặc 9 gì thôi. Đếm từ 1 xuống 3 nó sẽ sinh ra màu vàng cho mình. Này là cần kênh màu trong của cái thằng màu vàng. Thì nó lên hình trong này. Như vậy đứa nhỏ gõ gõ lên thấy trong đã lắm. Gõ lên trong thì anh bên canh coi hình ở trong. Thấy không? Hả? Bộ lọc màu lên luôn đó. Nó tự làm cho bộ lọc màu đi nó sẽ trong hơn. Đó coi đi. Coi đi cái hình này. Như anh em cái đè đầu kéo đây nè. Nó giãn của RGB thì nó giãn nở ra hết vùng đen luôn. Cái này mình bắt buộc ra đây là nó kêu là làm kéo sáng lên là dùng màu đen của màu vàng. Đen của vàng tôi làm cho đen vàng lên. Thấy chưa? Nó thành ở trong nè, mà khi các bạn quý vị nè, để em làm cho mấy anh coi rồi mấy anh coi lên nha.
coi nó tự lên nét nè nha. Thấy chưa, thấy lên nét không? Nó buông ra lên nét lại nè. Mấy giờ cái vùng này nè, cái vùng của cái thằng này nè, cái vùng cây nhang á, mấy anh thấy từ đơn lên nó vừa lên sáng nó vừa lên nét luôn. Nó tách nó đè cái màu đen của cái thằng trắng với thằng kia đi. Chứ mấy anh kéo giữa là nó giãn ba cái NRDB ra. Mà trong này có những cái màu mình không cần thiết làm, như là những cái màu trắng kia nó đâu có làm, tự nhiên nó kéo màu trắng lên thành nó xin đăng màu đục. Thấy không? Nhớ đếm là từ 1 xuống 3 thì kênh là kênh vàng. Đen của vàng nó sẽ làm rất là tông hơn. Từ 1 xuống 3 ba ô đó. Nhớ cứ bấm Atlas đừng bây giờ xài cái dạng kia. Đó. Bỏ đi. Thì mình đơn giản một điều là mình có được tấm hình nè, tương đối là nó trong rồi. Thấy không? Các bạn thấy nó trong không? Nó bóp lại nó tông mà lên nét luôn nha. Khúc này mình chưa làm nét đâu mà tự động nó lên nè. Tại khi chỉnh đúng lệnh của nó rồi nó làm lên trong à. Xong xuôi chúng ta cần trên G ra để mình coi thử cái file của nó. Bây giờ chúng ta mới đồ họa nè. Chúng ta cần đi ra đồ họa bắt đầu với ăn gian màu nè. Ăn cắp được xíu mình ăn gian màu. Bấm vô cái này nè, cái cùi chỏ nè, cái highlight nè, cái đường tròn nè. Chọn vô highlight. Đúng không? Rồi. Làm này khoảng chừng 20% thì có nhiều để mình canh mình dễ quản lý nó. Mức đầu tiên nếu anh muốn vẽ thì anh phải điểm nhiều nhất, điểm ít nhất đánh cho 10 thôi. Nó làm những cái sọc này nè, bắt nắng lên cho nó tạo cái nắng, tại cái nón này của anh nó bị lì rồi. Nó không có điều nha, bây giờ mình vẽ lên. Tại đây em làm chuột con quen nó làm nó khó lắm á. Đại khái thôi. Ừ. Thì anh làm những cái đường này anh thấy sáng nó, anh vẽ lên sáng thêm cho nó. Đó. Cái đường vùng tối mình chấp nhận cho nó êm đi. Bắt đầu mình chúng ta vẽ những cái đường màu nè. Thấy không? Đó. Thì mấy anh coi nè, cái đường sáng nó thay lên nè. Thấy chưa? Xong xưa mấy anh mới dùng cái một cái lệnh rất là nhỏ của nó, 10% thôi, bung lên lớn nữa. Tại em làm chuột không quen làm này lâu lắm. Ủa khó à. Anh lên cái mảng nó luôn. Rồi. Bây giờ chúng ta làm nè, bắt cái này nè. Mà anh muốn vẽ đẹp thì chúng ta phải làm những cái thanh sớ này nè. Cái thanh sớ này mình cho ăn gian những cái này nè. Ăn gian này để nó tạo đường dẫn vô. Đúng không? Anh tạo những đường dẫn đi trước khi mình làm, mình cứ vẽ đường dẫn này vô cho nó rực hơn. Để khi chúng ta tạo đường dẫn bên này thì nắng chắc chắn yếu hơn nè. Chúng ta làm cái này cho đi trước đi. Đó. Rồi anh ăn gian cái màu trắng này lên lớn một tí đó. Rồi xong xuôi anh bung cái cọ hết tất cả cái loại này ra luôn, tại mình còn lớp mình laser mình còn, mình không có sợ. Anh bắt từ cái điểm này ha, anh vuốt cái này một cái. Thấy chưa? Dạ sáng đó. Thì chúng ta đã có một tấm hình nó tương đối là ánh sáng đẹp rồi. Thấy nó nổi bật không? Đó, chưa đâu. Rồi quý vị mới chọn ra cái này để mình tạo cái bóng của cái thằng này. Không có đâu, để em làm còn lớp mình ăn gian cái kia rồi. Cái là dùng đồ họa chơi á đó. Đó. Bây giờ mình mới bước lại thằng kia để mình ăn cái đường sáng đó. Bắt buộc cái này phải mạnh hơn, anh mới tạo được cái khối nó ra. Thì cái này là đề van nè. Đó, đề van cái này lên nè. À, quý vị thấy hai tấm hình nó ra rồi nè. Thấy chưa? Bây giờ chúng ta đâu có gì để sợ. Nếu mà cảm thấy anh mấy anh sợ, đừng có sợ dư, bấm mắt lớp là thôi à. Nó có lớp mình không có sợ nó.